Thưa quý vị, Tránh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, ông Hồ Tấn Minh cho biết 40 trong tổng số 41 trung tâm của APAC Leader có thể sẽ bị đình chỉ hoạt động. Tránh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Tấn Minh cho biết đã có 1 1717 người gửi đơn lên sở về việc yêu cầu APAC hoàn trả học phí còn dư. Sở đã chuyển hồ sơ liên quan đến hoạt động của đơn vị này cho công an thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu. Trong giai đoạn đầu tháng 2 năm 2023, Sở phối hợp với các đơn vị tại địa phương kiểm tra một số trung tâm được APAC Leader báo cáo vẫn đang hoạt động. Chia sẻ về kết quả kiểm tra, ông Hồ Tấn Minh cho biết APAC Leader có 41 trung tâm được cấp phép tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ngày 15 tháng 2, khi Sở Thanh tra đột xuất 5 trung tâm, thì ghi nhận chỉ có một trung tâm tại đường Phan Xích Long, quận Phú Nhận mở cửa. Phòng Quản lý Cơ sở Giáo dục Ngoài Công lập tham mưu để đình chỉ hoạt động 40 trên 41 trung tâm của APAC Leader. Dù họ đã đóng cửa trung tâm, nhưng sở vẫn phải ra quyết định đình chỉ để tránh trường hợp tự ý mở lại khi chưa báo cáo. Trước đó, tại cuộc họp ngày 9 tháng 4 với phụ huynh miền Nam, phía Park Leader thông tin đã mở lại 3 trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh gồm Him Lam, quận 6, Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp. Cơ sở Phạm Văn Trị mở một tuần thì buộc phải đóng cửa. Tuy nhiên, sở không nhận được báo cáo nào của công ty về việc này. Nếu APAC Leader muốn mở lại thì phải báo cáo để sở thẩm định, kiểm tra lại điều kiện hoạt động. Ông Minh nhận định trường hợp của APAC Leader đặc biệt, doanh thu lớn, học viên đông, số tiền còn nợ khá nhiều, phải phối hợp nhiều cơ quan để xử lý,